Nga dùng bom lượn FAB-500 tấn công mục tiêu quân sự Ukraine ở Chasovya. Hai xe tăng mai rùa Nga tả xung hữu đột dưới làn đạn của Ukraine. Houthi tấn công tàu hàng ở Vịnh Aden. Israel sẵn sàng đổ bộ Rafah, Hamas nêu điều kiện giải giáp vũ khí. Tổng thống Pháp cảnh báo ngày tàn của châu Âu. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Mở đầu là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine. Thưa quý vị, truyền thông nga vừa công bố một đoạn video ghi lại khoảnh khắc quân đội nước này tấn công các mục tiêu quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine ở Chasovya bằng bom lượn FAB 500. Theo Topwar, Ukraine thường bố trí lực lượng ở tầng hầm và tầng trên của các tòa nhà cao tầng. Những vị trí này nhanh chóng bị máy bay không người lái của Nga tiếp cận trước khi điều hướng cho hỏa lực pháo bình và không quân tấn công. Trong một diễn biến có liên quan, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK đánh giá các hoạt động tấn công của Nga ở phía Tây Adivka có thể mang lại lợi thế về mặt chiến thuật. Và chiến dịch tấn công của lực lượng Nga nhằm kiểm soát Chasovya sẽ tạo ra một bước tiến đáng kể. Các nhà phân tích quân sự cũng lưu ý, nếu như Nga giành quyền kiểm soát Chasovya, sẽ cho phép Nga kiểm soát vành đai phòng thủ quan trọng của Ukraine ở khu vực Donetsk. Tờ Sputnik mới đây công bố một đoạn video ghi lại cảnh xe tăng T-72 của Nga tác chiến dưới làn đạn và hỏa lực của Ukraine. Điểm đặc biệt trong video chính là chiếc xe tăng được trang bị một lớp giáp giống như chiếc mai rùa bao phủ gần như toàn bộ tháp pháo và thân xe. Theo Sputnik, Nga đã thành công trang bị cho T-72 lớp bảo vệ này nhằm ngăn chặn các UAV góc nhìn thứ nhất FPV của Ukraine trên tiền tuyến ngoài lớp giáp bao phủ ngăn chặn UAV, nga cũng lắp lên trên chiếc xe tăng thiết bị tác chiến điện tử với 8 ăng ten giúp gây nhiễu từ xa máy bay không người lái đối thủ nga có thể đã trang bị cho những chiếc xe tăng T72 con lăn giả phá mìn trong đoạn video mà Sputnik đăng tải có thể thấy xe tăng mai rùa dẫn đầu đoàn thiết giáp tiến vào vị trí của Ukraine các nhiệm vụ diễn ra tương đối suôn sẻ, bất chấp các mối đe dọa dưới mặt đất và trên không, rình dập đoàn xe của Nga. Vừa qua, Ủy ban điều tra Nga trong một tuyên bố nóng tiết lộ có hơn 3.100 lính đánh thuê nước ngoài đang tham gia hoạt động chiến đấu ở Ukraine và phần lớn trong số họ đến từ Mỹ, Canada, Anh và Georgia. Nhiều biện pháp đang được thực hiện nhằm xác định nơi ở của lực lượng lính đánh thuê nước ngoài. Những người này buộc phải chịu trách nhiệm hình sự Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga từng tiết lộ có ít nhất 13.387 lính đánh thuê nước ngoài đã đến Ukraine và chiến đấu cùng quân đội Kiev trong hơn 2 năm diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt. Trong đó, khoảng 5.962 tay súng đã thiệt mạng. Theo truyền thông quốc tế đưa tin, quân đội Nga mới đây đã thu được một quái vật M1150 ABV, loại xe phá mìn nặng 80 tấn, trị giá 4 triệu đô la Mỹ, được Mỹ cung cấp cho Ukraine tại vùng Berdichi. Chiếc M1150 ABV này đã bị lữ đoàn cơ giới 47 của lực lượng vũ trang Ukraine bỏ lại vào cuối tháng 2 năm 2024 sau khi nó bị hư hỏng nặng bởi đòn tập kích của Nga. Những hình ảnh gần đây được chia sẻ trên mạng xã hội Nga cho thấy lần đầu tiên dòng vũ khí đặc biệt này rơi vào tay Nga. Quái vật M1150 ABV của Mỹ là phương tiện đặc biệt có thiết kế cực dị, đảm trách nhiệm vụ giả phá bom mìn, mở đường cho lực lượng tấn công. Mỹ đã cung cấp một số chiếc M1150 ABV cho quân đội Ukraine vào năm ngoái nhằm phục vụ cho chiến dịch phản công. Giới chuyên gia phương Tây đánh giá M1150 ABV bảo vệ binh lính tốt và linh hoạt. Dù vậy, theo đánh giá từ chuyên gia X của Forbes, khi nằm bất động trên khu vực chống trải, chiếc M1150 ABV với kích thước lớn trở thành mục tiêu dễ dàng cho các khẩu đội pháo, máy bay không người lái cỡ nhỏ hoặc tổ săn tăng của Nga. Lữ đoàn Thủy quân lục chiến độc lập số 37 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đang sử dụng xe tăng bánh lốp AMX-10RC do Pháp viện trợ trong một chức năng rất đặc biệt. Quân đội Ukraine đã nhận chiếc AMX-10RC đầu tiên vào tháng 3 năm 2023. Tuy nhiên thực tế chiến trường cho thấy phương tiện này không phù hợp khi sử dụng làm mũi nhọn tấn công. Theo nhận xét của giới chuyên môn, mặc dù chiếc AMX-10RC thường được gọi là xe tăng bánh lốp nhưng về mặt hình thức thì nó lại là một loại xe bọc thép trinh sát mang hỏa lực mạnh. Ban đầu, AMX-10RC được tạo ra như một phương tiện yểm trợ hỏa lực trong điều kiện chiến tranh cơ động và phản công. Nhưng ý tưởng trên khiến nó không phù hợp trong một cuộc chiến toàn diện với đối phương mạnh hơn mình. Xe tăng bánh lốp AMX-10RC được tạo ra vào những năm 1980 cho lực lượng viễn trinh Pháp tham gia chiến đấu ở những vùng lãnh thổ hải ngoại nơi mà cơ giới của đối phương thường chỉ là xe bán tải gắn súng máy. Tuy nhiên, thực tế những gì diễn ra tại Ukraine chỉ ra rằng khái niệm xe tăng bánh lốp thậm chí còn gây tranh cãi hơn trước khi bộc lộ thêm rất nhiều nhược điểm khi tham gia một cuộc chiến toàn diện. Cho dù là có sức cơ động cao và khả năng di chuyển nhanh chóng trong không gian tác chiến chật hẹp, những chiếc AMX-10RC có hỏa lực và lớp giáp chưa đạt yêu cầu phải kết hợp với những yếu tố mới mới bộc lộ được ưu điểm nhỏ nhoi. Sử dụng xe tăng bánh lốp trong vai trò pháo tự hành và đôi khi là phương tiện yểm trợ hỏa lực có lẽ chính là phương án tốt nhất dành cho những cỗ chiến xa đặc biệt này. Nhất là khi phía Ukraine không còn nhiều lựa chọn về vũ khí mà họ buộc phải sử dụng bất kỳ loại nào có trong tay. Đã hơn một tháng trôi qua, kể từ ngày xảy ra vụ khủng bố đẫm máu ở Moscow, các địa điểm an ninh ở Nga vẫn luôn trong trạng thái đề cao cảnh giác trước những âm mưu tấn công khác. Cơ quan an ninh liên bang Nga FSB ngày 26 tháng 4 thông báo đã bắt giữ hai nghi phạm bị cáo buộc hỗ trợ Ukraine và lên kế hoạch tấn công các địa điểm an ninh, quân sự của Moscow. FSB cho biết các nghi phạm thuộc một tổ chức dân tộc cực đoàn và bị bắt ở vùng Volgograd gần Ukraine. Nhiều khối thuốc nổ và súng cũng đã bị lực lượng chức năng tịch thu trong vụ bắt giữ này. Theo FSB, các nghi phạm chưa được xác định danh tính đã thiết lập liên lạc với những người theo chủ nghĩa dân tộc ở Ukraine và lên kế hoạch tấn công một đồn cảnh sát, văn phòng tuyển quân và các mục tiêu khác ở Volsky. Tuyên bố của FSB cũng cho hay những người bị giam giữ còn lên kế hoạch tấn công những nơi công cộng. Chuyển sang các tin tức liên quan đến xung đột tại Trung Đông, phát ngôn viên nhóm vũ trang Houthi ở Yemen, ông Yahya Sari vừa lên tiếng xác nhận lực lượng này đã thực hiện một vụ tấn công tên lửa nhằm vào tàu chở hàng tại khu vực Vịnh Aden. Hải quân lực lượng vũ trang Yemen đã thực hiện đòn tấn công tên lửa và drone nhằm vào tàu MSC Darwin của Israel tại Vịnh Aden. Những mục tiêu của chiến dịch tấn công đều đã đạt được. Chúng tôi sẽ tiếp tục các chiến dịch quân sự nhằm vào những tàu chở hàng của Israel hoạt động tại Biển Đỏ, Biển Ả Rập và Ấn Độ Dương. Theo dữ liệu từ Tổ chức Điều hành Thương mại Hàng Hải Anh, nơi xảy ra vụ tấn công, nằm cách thành phố Cảng Aden khoảng 15 hải lý, gần 27,8 km về phía Tây Nam. Bất chấp những cảnh báo về hậu quả từ quốc tế, Mỹ không đồng ý hỗ trợ, Ai Cập phản đối mạnh mẽ. Giới chức Israel vừa tuyên bố, quân đội nước này đã sẵn sàng sơ tán dân thường Palestine ra khỏi khu vực Rafah và chuẩn bị tấn công các tiểu đoàn cuối cùng của Hamas ở khu vực này. Người phát ngôn chính phủ Israel David Menser cho biết, Thực tế là nội các chiến tranh đang họp để thảo luận về cách tiêu diệt những tàn tích cuối cùng, một phần tư còn lại của các tiểu đoàn Hamas ở Rafah và những nơi khác ở Gaza. Hamas đã từ bỏ mọi thỏa thuận tiềm năng, mặc dù Israel đã nỗ lực hết sức để đưa các con tin trở về, chính Hamas đã bỏ đi. Về phần mình, dù tuyên bố sẽ không nhượng bộ trước áp lực quốc tế trong các cuộc đàm phán, song mới đây, một quan chức Hamas cấp cao, ông Khalil Al-Hayyar, lần đầu tiên để ngỏ khả năng giải giáp vũ khí. Ông nhấn mạnh, nhóm này sẵn sàng chấp nhận ngừng bắn từ 5 năm trở lên và sẽ hạ vũ khí để chuyển đổi thành một đảng chính trị nếu một nhà nước Palestine độc lập được thành lập theo đường biên giới năm 1967. Nhân vật cấp cao Hamas khẳng định nếu điều đó thành hiện thực thì cánh quân sự của nhóm sẽ giải tán. Trong một nỗ lực giảm nhiệt xung đột ở Trung Đông, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov Ngày 26 tháng 4 đã có cuộc gặp với thứ trưởng ngoại giao Iran, Ali Bagheri Kiani. Theo Bộ Ngoại giao Nga, nước này bày tỏ quan ngại sâu sắc về nguy cơ leo thang các mối đe dọa nguy hiểm khác ở khu vực Trung Đông do nhiều cuộc khủng hoảng chưa được giải quyết, trong đó có cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas. Các nhà ngoại giao Nga Iran cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự leo thang trong bối cảnh xung đột khu vực, đồng thời lưu ý tầm quan trọng của việc giải quyết xung đột thông qua con đường ngoại giao. Hai bên cũng thảo luận về những nỗ lực nhằm đạt được nền hòa bình toàn diện và bền vững ở Syria cũng như các vấn đề khu vực liên quan khác. Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý khác, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gần đây có bài phát biểu đáng chú ý về tương lai của liên minh châu Âu, trong bối cảnh EU chuẩn bị bước vào các cuộc bầu cử quan trọng vào tháng 6 tới. Phát biểu tại Đại học Sorbonne ở Thủ đô Paris, Tổng thống Pháp Macron nhiều lần nhấn mạnh Đến một trật tự toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng và cảnh báo ngày tàn của liên minh châu Âu là một khả năng thực sự có thể xảy ra. Theo nhà lãnh đạo Pháp, châu Âu đã ít đầu tư vào đổi mới, không bảo vệ được ngành công nghiệp cũng như tăng cường năng lực quân sự và quốc phòng của mình. Ông đặc biệt nhấn mạnh mối quan hệ giữa liên minh châu Âu và Mỹ khi cho rằng dù mối liên minh xuyên đại Tây Dương có mạnh tới đâu thì EU cũng không phải là ưu tiên hàng đầu của Mỹ. Chúng ta phải tiếp tục xây dựng quan hệ đối tác với các quốc gia khác. Điều này có nghĩa là phải xây dựng một châu Âu độc lập với Mỹ và biết cách nói chuyện với tất cả các khu vực trên thế giới, bao gồm cả các quốc gia mới nổi tại châu Phi, Mỹ Latinh và không chỉ đơn giản thông qua các hiệp định thương mại mà còn thông qua các chiến lược thực sự về quan hệ đối tác cân bằng, có đi có lại. Nhà lãnh đạo Pháp đưa ra một loạt đề xuất mới trong các lĩnh vực quốc phòng, kinh tế và thương mại mà ông cho rằng có thể đưa châu Âu trở lại đúng hướng. Ông Emmanuel Macron cho rằng EU nên đặt mục tiêu trở thành lực lượng lãnh đạo thế giới vào năm 2030 với chiến lược tài chính tập trung vào năm lĩnh vực chiến lược, trí tuệ nhân tạo, thông tin lượng tử, không gian, công nghệ sinh học và năng lượng mới. Lũ lụt bất thường dọc sông Bắc Giang ở phía Nam Trung Quốc xảy ra 2 tháng trước mùa mưa lũ thông thường là bằng chứng mới cho thấy khủng hoảng khí hậu đang ngày càng lớn hơn. Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, trong đợt lũ lụt mới nhất trên sông Bắc Giang, trạm thủy văn Siyaoen ở thành phố Thành Viễn, tỉnh Quảng Đông, báo cáo lưu lượng 18.100 m3 trên giây vào ngày 22 tháng 4, cao hơn nhiều so với trung bình hàng năm của ngày này là 2.400 m3 trên giây. Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia Trung Quốc cho biết, hầu hết các khu vực phía nam sông Dương Tử, bao gồm Quảng Đông và Quảng Tây, có lượng mưa từ 40 đến 80 mm cao hơn 40-80% so với trung bình lịch sử trong cùng kỳ. Lượng mưa ở một số nơi ở Quảng Đông thậm chí lên tới 250-450mm. đến 450mm. Người đứng đầu Bộ phận Dự báo Thời tiết tại Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết nhiệt độ tăng là một trong những nguyên nhân dẫn tới lượng mưa lớn ở phía nam sông Dương Tử trong thời gian gần đây. Nhiệt độ cao hơn dẫn đến độ ẩm dồi dào và năng lượng không ổn định trong khí quyển cũng cao hơn, qua đó có thể dẫn tới những hiện tượng thời tiết bất thường có tính đột ngột, gây tàn phá khủng khiếp như rông bão, mưa lớn, mưa đá, gió mạnh. Áp cao cận nhiệt đới mạnh hơn bình thường trong tháng này cũng là một nguyên nhân khác dẫn tới thời tiết khắc nghiệt ở Trung Quốc bởi áp cao này tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hơi nước từ Biển Đông và Vịnh Bengal đến phía Nam Trung Quốc. Trưởng Bộ phận Dự báo Thủy văn của Bộ Thủy lợi Trung Quốc chỉ ra biến đổi khí hậu là nguyên nhân tiềm ẩn sau những đợt lũ lụt bất thường. Dựa vào tình hình kiểm soát lũ lụt trong những năm gần đây Lượng mưa cực lớn xảy ra hàng năm khi xu hướng nhiệt độ tăng cao cùng với khí hậu nóng lên, mưa lớn và lũ lụt là kết quả trực tiếp của các hiện tượng thời tiết cực đoan như vậy. Nếu yêu thích chương trình, quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.